nhân 42 tuổi nhập viện tình trạng đau hạ sườn phải. Lúc nhập viện đó bệnh nhân có khai là đau lan ra sau lưng rồi đến thắt lưng luôn, rồi sau đó là đau vòng đau nguyên cái vòng bụng, rồi đã nhập viện theo dõi 2 ngày thì bệnh nhân giảm bớt tình trạng đau đó, rồi sau đó là bệnh nhân đau ở hạ sườn phải. Rồi khi mà nhập viện tại điểm đặc biệt đó, nhập bệnh viện tư là có chích cho bệnh nhân một mũi, thì sau đó bệnh nhân đau ói, mà trước đó bệnh nhân không ăn gì hết, bệnh nhân đau ói là ói dịch vàng, ói ra dịch vàng, sau đó là từ hôm 4 ngày nay là bệnh nhân không ăn gì hết, nhưng mà hồi chiều nó vẫn tắt thôi, nó dài quá ăn cái chuyện rồi. Dạ, 6 giờ bệnh nhân có ăn rồi bụng rộng cứng lên, bệnh khi rồi khi em khám á, thì thấy bệnh nhân khám trên xuống dưới thì thấy cái mặt bệnh nhân vàng. Tiền căn có vấn đề gì không? Dạ, tiền căn của bệnh nhân á, thì không có vấn đề gì cả. Dạ, thì bút cổ to đùng như thế không? Có vấn đề gì là dạ, thì có bút cổ không? Dạ, có bút giáp không? Bệnh nhân nói á, là từ hồi con gái tới giờ á, là bệnh nhân nó có cái khối ra như vậy rồi. Nhưng mà bệnh nhân không có đi khám đâu hết? Dạ, bệnh nhân không đi khám đâu hết. Dạ, rồi khi em sờ cái bún này á, thì thấy nó nhẵn, nó không có trả lời, kết luận thôi, đừng có mô tả triệu chứng nữa. Dạ. Toàn thân có dấu hiệu gì? Dạ, toàn thân có dấu hiệu là vàng mắt. Rồi. Da thì em thấy hơi vàng. Rồi, ấn điểm đau túi mật. Rồi bệnh nhân có ngon mối. Rồi cái ấn điểm đau túi mật. Rồi thì không chướng. Em nghĩ là viêm túi mật cấp do sỏi. Viêm túi mật cấp tại sao có vàng mắt? Tại viêm đường mật. Tắc mật thì viêm đường mật chứ tại sao là viêm túi mật cấp? À, bệnh nhân thì khi mình bệnh nhân là em nói bệnh nhân lẻ lưỡi ra thì bệnh nhân có. Có đúng có vàng mắt không? Thế là yếu rồi đấy nha. Đánh bóng rồi. Có vàng đâu, không có vàng gì đâu. Đó, đau ngang hay thắt lưng, đau dòng là phía sau như thế này, nó có loại trừ viêm tụy cấp không? Dạ, có loại trừ. Đau nào, xin mời cô nằm xuống khám xem có phải viêm tụy cấp không? Chị nào có đơn gì? Cô thấy thầy thấy đâu có vàng mắt đâu? Có không? Cô đứa xem coi có vàng không? Không có vàng đâu. Dạ. Có không? Không đạt. Cái bụng thấy có dấu hiệu nào? Dạ. Không bụng á. Thấy có dấu hiệu là đau điểm một phi. Đau cột đó. Ấn thì nó không phải một phi, cái đó gọi như là đau hạ sườn phải thôi. Dạ. Phi nó phải không có dấu hiệu khác đặc trưng hơn. Ấn đau như thế là ấn đau hạ sườn phải. Dạ. Rồi em sờ thấy có một khối ở dưới hạ sườn phải. Một khối. Ừ. Dạ. Thì em thấy em nghĩ cái đó là túi mật, tại vì nó di động thì mình thở. Đã sờ được túi mật rồi thì không cần phải làm một phim. Dạ. Đây có đau không chị? Chị chống hai chân lên cho xem. Đau lỏng là gì? Rồi, hít sâu vô. Hít không được. Đây có đau không? Có đau không? Đây đau không? Ở phía sau là có đau không? Không. Chị ngồi vậy được không? Chị ngồi vậy chưa được. Ngồi hả? Đỡ vô rồi. Rồi đồng ý cái lượng một phi dương tính, không có khối gì đâu. Nha, cái cổ này sao? Có bú cổ không? Bú thể gì? Thể loại nào? Có cường giáp hay không? Dạ. Thì em khám bệnh nhân á, thì thấy bệnh nhân không có triệu chứng của cường giáp, thấy cường giáp và cường giáp này, thấy có bu giáp không hay là nó mở cổ, có thấy sờ thì thấy nó hơi cứng. Bú giáp gì còn gì nữa, sờ nó hơi cứng là cái gì nha, khối mà di động lên xuống theo nhịp nuốt như thế là bú cổ rồi. Có lồi mắt không? Nó hơi lồi đấy, mà kia chắc là lồi do bao giờ đô đâu. Mạch bao nhiêu?
Dạ, mạch em khám là 100 lần. Mạch 100 lần. Mạch 100 lần như thế thì là do đau, do viêm túi mật hay là do cường giáp 30 độ? Dạ, thì khi em coi cái bản theo dõi ở đây đó, thì thấy đến từ đó bây giờ thì thấy bệnh nhân là mạch vẫn giữ nguyên. Mà em biết xét nghiệm cái này có bilirubin tăng không? Thì khi mắt thầy làm nhèm thấy không vàng đấy. Nhớ con sau này sao rồi nó nếu không nhận xét có xem kết quả xét nghiệm trước không? Không. Rồi cái này có thể được 9-10 điểm nhưng mà cái này chưa đạt, chưa thể như thế. Thứ nhất là chưa biết khám bưu giáp. Nha. Thứ hai nữa là chưa phát hiện bệnh nhân đã có bưu giáp rồi, phải phát hiện xem bệnh nhân có bưu giáp hay không, rất là quan trọng, nên nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc mổ. Thứ ba nữa chẩn đoán được như được cái là đúng là bị phát một phi dương tính. Thứ tư nữa là gì, là không có sợ thấy túi mật đâu, không sợ thấy khối dưới hạ sườn phải đâu. Điều cuối cùng sai cơ bản là gì, là không phân biệt được viêm túi mật cấp và viêm túi mật, đã nói nhiều lần rồi. Nha. Cái mấu chốt để phân biệt viêm túi mật cấp và viêm đường mật là bệnh nhân có vàng da hay không. Viêm túi mật cấp thì không bao giờ có vàng da, trừ ba cái ngoại lệ. Còn nếu bệnh nhân đa hạ sườn phải mà có vàng da vàng mắt là viêm đường mật. Mấy điểm? 6 điểm. Tên gì?